Bài giảng hôm nay có thầy nói về phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên. Cái quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ. Những đơn vị tổ chức tuyển công chức và nâng ngạch công chức có yêu cầu học viên phải ôn tập cái quyết định này. Thì làm thế nào để chúng ta ôn tập được tốt? Và à, trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn eh, của các thầy giáo đã đưa lên phần mềm rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu học tập và các câu hỏi trắc nghiệm về môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin theo hình thức trắc nghiệm và liên lạc với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0943078123 hoặc số thứ hai là 0912595654 để được cấp ký danh và mật khẩu đăng nhập phần mềm để chúng ta ôn luyện, ôn tập trên phần mềm nó rất là thuận lợi là tiết kiệm một thời gian và rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính vì các thầy chuyên đi dạy đã ra câu hỏi rất là hay và logic học viên phải hiểu về nội dung và có phương pháp suy luận mới có thể làm được thì vì mục tiêu của kỳ thi là phải mang tính chất phân loại học viên thì trên phần mềm trong thời gian qua nó hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức và nâng ngạch công chức phát huy rất hiệu quả rất nhiều học viên đã trúng tuyển có gọi điện và nhắn tin lại cho thầy giáo cảm ơn chúng em đã đậu rồi thì học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo theo một trong hai số trên màn hình. Sau đây thầy giáo sẽ phân tích cái phương pháp học, cái đề án à, phê duyệt đề án văn hóa công vụ à, số 1847 của Thủ tướng Chính phủ. Thì à, chúng ta đã là đã, đã biết rằng cái quyết định khi chúng ta đọc quyết định đấy thì điều một này là phê duyệt này có mục mục 1, một là mục tiêu này. Thì cái dạng câu hỏi đấy là ví dụ hôm nay thầy giáo sẽ nói về cái dạng câu là cho một cái nội dung chúng ta nhận diện thí dụ cho một cái nội dung thành bôi đỏ trên màn hình này chúng ta nhận diện cái nội dung này sẽ thuộc vào mục tiêu của đề án hay là à, thuộc về quan điểm của đề án đấy. hay là thuộc về nội dung của văn hóa công vụ đấy. hay là thuộc vào à, giải pháp đấy. hay là thuộc về giải pháp à, giải pháp của À, thực hiện đấy là thực hiện văn hóa công vụ đấy thí dụ như cho một cái nội dung à, à, chúng thầy bơi 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 đỏ này nhận diện xem cái nội dung này thuộc vào giải pháp nào của à, giải pháp thực hiện văn hóa công vụ đây là thuộc vào giải pháp hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ vân vân thì cái phương pháp học là là chúng ta để ý là phải nhận diện được hắn thuộc vào à, mục tiêu hay là quan điểm hay là giải pháp hay là nội dung à, thì cái phương pháp học này chủ yếu là như vậy thì sau đây thì giáo minh họa về câu hỏi trắc nghiệm thí dụ câu hỏi thứ nhất là theo quyết định 1847 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án văn hóa công vụ xác định phương án đúng này những cái 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 giá trị trong ngọc ngọc kép đây này nâng cao văn hóa công vụ góp phần hình thành phong cách ứng xử lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức là A là mục tiêu, B là quan điểm, C là nội dung của văn hóa công vụ, D là giải pháp thực hiện văn hóa công vụ. Thì chúng ta nhận diện được cái nội dung trong ngọc kép này chính là à, thuộc vào mục tiêu của đề án. Đấy thì chúng ta chọn A là phương án đúng. Đấy, tương tự như vậy thì chúng ta lại cho một cái nội dung khác. Đây thí dụ như đây, chúng ta cho một cái nội dung là à, câu tiếp theo này, theo quyết định bảy tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức viên chức là đấy, thì ví dụ cho một cái nội dung trong cái phần bôi xanh này là a là mục tiêu b là quan điểm c là nội dung của văn hóa công vụ d là giải pháp thực hiện văn hóa công vụ thì chúng ta thấy cái nội dung bôi màu xanh này chính là thuộc vào nội dung của văn hóa công vụ chúng ta chọn phương án c là đúng đấy, cái cái phương pháp học vào đấy từ lý thuyết chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm Nó cũng có một cái khoảng cách Chúng ta phải biết được cái cách học các thầy chuyên đi dạy Cho nên ra câu hỏi rất là logic Và phải hiểu được nội dung Chúng ta cũng không cần phải học thuộc Chúng ta nhận diện thôi Thí dụ như là đẩy mạnh câu tiếp theo Là theo để quyết định 187 Cái nội dung trong ngọc kép này Đó là, là xác định phương án đúng này Nội dung trong ngọc kép này Đẩy mạnh Tuyên truyền nâng cao nhận thức Tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ công chức viên chức về văn hóa công vụ là a là mục tiêu b là quan điểm c là nội dung của văn hóa công vụ d là giải pháp thực hiện văn hóa công vụ thì cái nội dung này chính là giải pháp thực hiện văn hóa công vụ cho nên chúng ta chọn đáp án d là đáp án đúng của câu hỏi này đấy và trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm à, mang tính nhất phân loại học viên đấy rất nhiều lại các em thấy rất nhiều thì học viên có nhu cầu ôn tập trên phần mềm hãy gọi điện cho thầy giáo à, theo số điện thoại trên màn hình 0943078123 hoặc 0912595654 để được cấp ký danh mật khẩu đăng nhập vào phần mềm học viên có nhu cầu hãy gọi điện một trong hai số và các em thấy video của các thầy bổ ích hãy ấn vào nút đăng ký nếu các em ấn rồi thì thôi nếu chưa ai à, chưa ấn vào nút đăng ký thì hôm nay các em ấn vào nút đăng ký sau ấn vào nút hình chuông để nhận video bài giảng tiếp theo thầy giáo cảm ơn các em và chúc các em thành công